Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, không chỉ người Hà Nội thất vọng. Không chỉ người Hà Nội bàng hoàng, mà hàng triệu người dân trên cả nước cảm thấy buồn, thất vọng bởi niềm tin đã trao nhầm chỗ. Hơn 24 giờ qua, câu chuyện đương kim chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam, nóng rẫy từ bàn trà cho đến khắp các diễn đàn trên mạng xã hội. Dẫu biết rằng điều này là tất yếu xảy ra sau khi ông Chung bị tạm đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được xác định liên quan đến 3 vụ án. Song việc người đứng đầu chính quyền thành phố phải tra tay vào còng số 8 khi ngày quốc khánh cận kề vẫn khiến người ta dây dứt. Biết bao câu hỏi đã được đặt ra, tại sao một tướng công an trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, một tiến sĩ luật, một anh hùng lực lượng vũ trang mà tên tuổi gắn với rất nhiều vụ trọng án rúng động ở thủ đô một thời lại có thể dễ dàng bước qua lằn ranh của pháp luật như thế? Tại sao một cán bộ trẻ được kỳ vọng sẽ làm cho thủ đô văn minh sạch đẹp hiện đại lại đứt gánh giữa đường? Sự nghiệp chính trị dừng lại khi tất cả mọi thứ đang ở phía trước. Không chỉ người Hà Nội bàng hoàng mà hàng triệu người dân trên cả nước cảm thấy buồn, thất vọng bởi niềm tin đã trao nhầm chỗ. Điều gì đã làm ông Chung thất bại, sa ngã nếu không phải là vết xe đổ của nhiều quan chức đi trước? Khi ở đỉnh cao của quyền lực, say mê quyền lực, người ta dễ dàng cho phép mình được làm nhiều thứ mà lẽ ra quyền lực phải bị nhốt trong cái lồng cơ chế như người đứng đầu đảng đã từng chỉ ra. Say mê quyền lực, lạm dụng quyền lực, tự tin thái quá đã khiến con người ta đánh mất mình lúc nào không biết. Và chắc chắn, ông Chung cũng như nhiều tướng công an quân đội khác không thể cưỡng nổi những phiên đạn bọc đường như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo. Cám dỗ của đồng tiền, những mối quan hệ thân quen, cánh hậu, những nhóm lợi ích thân hữu chi phối. Muốn giữ được mình trong hoàn cảnh đó, nếu không có bản lĩnh, không đặt lợi ích chung, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, thì việc sa ngã là tất yếu. Hơn 2 năm trước, ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã bị đưa ra xét xử. Ông Thăng cũng từng được kỳ vọng là một cán bộ trẻ, năng nổ, dám nghĩ, dám làm. Khi ở vị trí cao nhất của trung tâm kinh tế lớn, ông Thăng từng hứa sẽ đưa Thành phố Hồ Chí Minh lấy lại tên gọi Hoàng Ngọc Viễn Đông. Ấy thế nhưng, cả ông Chung và ông Thăng đều gặp nhau ở một điểm. Khi mặc chiếc áo quá rộng, người ta cứ nghĩ mình cao lớn và có thể làm được mọi thứ. Ông Thăng có thể lăn lộn trên những công trình giao thông xây dựng. Ông Chung có thể dũng cảm quyết đoán trong những vụ trọng án, nhưng chưa chắc đã trở thành một chính trị gia giỏi trong ngày 1, ngày 2. Bởi vậy, khi ông Chung bị bắt, người ta lại nhắc đến một nhân vật khác là ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Khi được trao vào tay vai trò quản lý một doanh nghiệp lớn của thành phố, ông Hải đã dũng cảm từ chối vì thấy mình không thích hợp, không được đào tạo bài bản trong lĩnh vực đó. Ông Hải tự nguyện rũ áo, tự quan để làm một người bình thường tử tế. Nhưng có phải ai cũng ý thức được điều đó? Cũng hơn 2 năm qua, kể từ khi một cựu ủy viên Bộ Chính trị xử lý kỷ luật, nhân dân cả nước đã chứng kiến một danh sách dài những cán bộ cao cấp, cả đương chức và nghỉ hưu lần lượt bị gọi tên. Không có ngoại lệ, không có vùng cấm, kể cả lãnh đạo cao cấp, tướng lĩnh quân đội, công an. Sai đến đâu xử lý đến đó, công tội rõ ràng. Chưa có một nhiệm kỳ nào mà lãnh đạo cao nhất của 3 thành phố lớn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đều không đi hết chặng đường, gian dở vì sai phạm trong quá khứ và hiện tại. Nếu không có quyết tâm chính trị, không giữ vững niềm tin trước nhân dân, thì công cuộc làm trong sạch đảng không có được kết quả như ngày hôm nay. Còn những ai đang đứng trong bóng tối, những ai tay đã chót nhúng chàm thì sớm muộn cũng chịu chung số phận. Đó là bài học cảnh tỉnh, là sự thật khách quan, không ai đứng trên pháp luật và đứng ngoài pháp luật. Một nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã sắp hoàn tất. Đại hội cấp tỉnh thành phố cũng đang được gấp rút chuẩn bị. Lựa chọn ai và ai dám nhận nhiệm vụ trong những năm sắp tới thì câu chuyện về ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh hay Nguyễn Đức Chung vẫn còn nguyên giá trị thời sự.
đã có người ví Hồ Gươm dậy sóng như lòng dân thủ đô nghĩ về lãnh đạo thành phố trong cái ngày thứ sáu đen tối. Cả trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng trở thành địa điểm khám xét. Thật day dứt xót xa, nỗi niềm đó chắc chắn không chỉ của riêng người Hà Nội, chắc chắn là như vậy. Khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ông Nguyễn Đức Chung đã có nhiều phát ngôn đáng chú ý từ khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến khi bị đình chỉ chức vụ vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định, để xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các cử tri và nhân dân thủ đô. Trong phát biểu khi tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 14 tháng 6 năm 2016, phát biểu tại hội nghị giao ban với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thành phố ngày 24 tháng 6 năm 2016, trong việc cấp sổ đỏ, phải bỏ những thủ tục không cần thiết, không thể bắt người dân làm con tin. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 15 tháng 8 năm 2016, tôi chỉ nêu một điều có lẽ khiến nhiều người giật mình. Đó là chỉ 24 km ở đại lộ Thăng Long, nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và tỉa một ít trúc anh đào, một ít hoa dâm bụt là 53 tỷ đồng thì không thể chấp nhận được. Phát biểu tại hội nghị tổng kết và triển khai công tác của Sở Quy hoạch Kiến trúc ngày 4 tháng 1 năm 2017. Đến giờ, chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội. Năm qua, những khu đất 5-7 hectare cũng bị băm ra cho 2-3 chủ đầu tư. Phát biểu tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị Ban chỉ đạo 197 thành phố, ngày 4 tháng 3 năm 2017. Ngày tôi làm Giám đốc Công an Hà Nội, tôi thống kê hơn 180 quán bia trên vỉa hè, thì có hơn 150 quán có ông công an đứng đằng sau. Chỉ cần quán triệt các ông công an thôi là trật tự hết. Trong cuộc đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017, tôi cam kết không có ai về đây trấn áp, không ai được phép làm vậy, xin bà con yên tâm. Phát biểu tại cuộc họp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan về vụ cháy nhà xưởng công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ngày 6 tháng 9 năm 2019. Tôi không bình luận gì, nhưng người dân các cơ quan chuyên môn xuống thì đeo mặt nạ phòng độc, còn người dân, anh em khác thì đeo khẩu trang thôi. Tự nhiên nó phản cảm, cá nhân tôi đánh giá đây là một hành động phản cảm. Phát biểu tại phiên giải trình về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến sự cố nhà máy nước sạch sông Đà. Hôm nay, trong buổi chất vấn này thì cũng cho phép tôi thay mặt lãnh đạo thành phố xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong vấn đề liên quan đến xử lý sự cố này. Ngày 15 tháng 11 năm 2019, liên quan đến lùm xùm giá nước nhà máy nước mặt sông Đuống, thành phố cũng chọn những nhà đầu tư có năng lực. Vấn đề là như vậy, chứ không có lợi ích nhóm của ai ở đây. Phát biểu tại thảo luận tổ trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố về sản phẩm làm sạch sông Hồ Red Oxy 3C, mùng 3 tháng 12 năm 2019. Họ đã sang tận đây lấy mẫu nước của chúng ta phân tích và đưa ra giải pháp. Chúng ta làm thấy hiệu quả. Sắp tới sẽ công bố kết luận thanh tra, nhưng có lẽ từ trước tới nay chẳng có công nghệ nào xử lý mà chưa đến 6.000 đồng một mét khối và việc duy trì nó chỉ hơn 2.000 đồng một mét khối. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, trao đổi tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về chương trình công nghệ thông tin. Tập đoàn lớn như Viettel đồng ý xây dựng trung tâm, FPT đăng ký nghiên cứu giao thông thông minh, CMC thì nghiên cứu bản đồ số về đất đai. Công ty Nhật Cường tham gia xây dựng các dịch vụ công. Đây là cái khó nhất vì phải lọ mọ vào các phường, xã, gặp cán bộ để hiểu về quy trình thì mới số hóa được. Những cái đó chẳng ai nhận làm. Ngày 6 tháng 12 năm 2019, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời về việc thí điểm làm sạch nước sông Tô Lịch của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt. Thông báo này được công khai, gửi cho các bộ ban ngành,
chứ không phải thành phố để cho công ty vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ, gây bức xúc xã hội. Ngày 23 tháng 3 năm 2020, ông Trung cho biết con trai ông đang học tập tại Mỹ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19. Cách đây 3 tuần, tôi có khuyên cháu mua tích trữ thức ăn cho đến hết tháng 6. Và do trường cho ra ngoài rồi, nên thuê nhà, đồng thời ở yên 3 tháng trong nhà. Ngày 15 tháng 4 năm 2020, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, các đơn vị được phân bổ kinh phí phòng chống COVID-19 phải đảm bảo đúng quy trình, đúng giá, không được xảy ra tiêu cực. Nếu xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này thì có tội, mang tiếng với nhân dân, với cả thế giới. Tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung giữ gần trọn một nhiệm kỳ công tác trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đây chúng tôi điểm lại quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Chung. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967 tại xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Năm 1990, ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành điều tra. Ba tháng sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội ra cáo trạng truy tố 14 cựu cán bộ địa phương vì những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm. Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung từng có nhiều phát biểu đáng chú ý như: "Nếu lần này không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, tôi sẽ chỉ đích danh chỗ nào là của bí thư quận, chỗ nào của chủ tịch quận, chỗ nào có trưởng công an phường và kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà liên quan. Phải có chống lưng thì mới dám bán công khai. Tôi đã có điều tra rất kỹ, 87% các quán đều có công an đứng sau."